Theo báo VTC News cho biết, vì nghi ngờ anh V quen cô gái khác, Trần Nguyễn Thu Trang đầu độc người tình bằng cyanua rồi giữ thi thể một đêm trước khi chở đi phi tang ở đèo Bảo Lộc. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1985, trú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi sát hại người. Trang là kẻ đã sát hại người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh bằng cyanua, sau đó lao ô tô xuống đèo Bảo Lộc để phi tang. Nhiều dấu hiệu bất thường. Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một xe ô tô 5 chỗ rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông. Hiện trường vụ việc xảy ra trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc, sau khi lăn nhiều vòng từ trên vực xuống, ô tô con bị hư hỏng nặng và dừng lại bên lùm cây chuối rừng dưới vực sâu khoảng 50 mét. Hàng chục cán bộ chiến sĩ sử dụng xe thang, cáng và dây kéo chuyên dụng tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đưa được hai nạn nhân lên khỏi vực sâu, trong đó nạn nhân nam được xác định là anh MVH, sinh năm 1986, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong. Người phụ nữ đi cùng tên là Trần Nguyễn Thu Trang bị thương nhẹ, tỉnh táo. Sau khi được đưa lên khỏi vực sâu, người này nhanh chóng được lực lượng cứu hộ chuyển đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng để cấp cứu. Từ dấu vết tại hiện trường và thi thể người đàn ông, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu bất thường, nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh vụ việc và triển khai các bước khám nghiệm để điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp khám nghiệm hiện trường tử thi. Ngày 22 tháng 10, các cơ quan chức năng gồm Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường. Vị trí xảy ra tai nạn, đường thẳng xuống dốc, thông thoáng, êm thuận, hệ thống biển báo đầy đủ, không có hộ lan mềm, bên đường có nhiều cỏ dại và bụi cây. Chiếc xe hiệu Honda HR-V biển kiểm soát 51L320XX mới đăng ký lần đầu vào ngày 9 tháng 9 năm 2024 và hạn đăng kiểm tới ngày 8 tháng 9 năm 2027. Trưa ngày 22 tháng 10, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, chiếc ô tô được cầu lên khỏi vực sâu trong tình trạng bị bẹp rúm phần thân vỏ. Phần kính trước thì bị vỡ vụn hoàn toàn, nhiều túi khí trong xe bung ra. Cơ quan chức năng đã đưa xe ô tô con này về Công an thành phố Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với Trần Nguyễn Thu Trang để điều tra làm rõ nguyên nhân ô tô rơi xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Đặc biệt, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất cyanua. Quá trình điều tra thu thập các tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Trần Nguyễn Thu Trang là nghi can đầu độc anh V. Giữ thi thể một đêm trước khi phi tang. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận nguyên nhân sát hại bạn trai là do ghen tuông. Nghi phạm cho rằng ngoài quen Trang, anh MHV còn quen một cô gái khác. Đầu tháng 9, Trang lên mạng đặt mua thuốc độc cyanua dạng viên nén 6 viên. Sau khi nhận được thuốc, Trang lấy một ít hòa vào thức ăn cho mèo ăn thử. Sau khoảng 2 phút, con mèo tử vong. Biết chắc chắn đây là thuốc độc, Trang quyết định sát hại bạn trai vì cơn ghen mù quáng. Ngày 20 tháng 10, trên đường đi từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ này đã ra tay tàn độc anh V dẫn tới nạn nhân tử vong. Sau đó, Trần Nguyễn Thu Trang chở thi thể anh V về một nhà trọ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21 tháng 10, Trang sử dụng xe ô tô chở thi thể nạn nhân lên tỉnh Lâm Đồng với mục đích phi tang. Tới địa phận đèo Bảo Lộc, Trang lái xe lên xuống đèo nhiều lần. Khi chọn được vị trí thuận lợi, Trang lao xe xuống vực. Đây là những lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Những ngày gần đây, vụ án nam thanh niên ra tay sát hại bạn gái xảy ra ở Đà Nẵng từ hôm 16 tháng 10 đến nay vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Sự việc gây phẫn nộ bởi chỉ một ngày trước đó, nghi phạm Phan Văn Minh, 27 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, vừa có màn cầu hôn lãng mạn với nạn nhân là chị IH, 23 tuổi, trú tại xã Ngọc Linh, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Mới đây, chị Y Thiểu, chị gái của nạn nhân tiết lộ, Minh và IH nảy sinh tình cảm từ sau Tết năm 2024. Tháng 3 năm 2024, Phan Văn Minh theo ra Đà Nẵng sống cùng IH. Thời điểm đầu, Minh đi làm tại tiệm giặt ủi quần áo, nhưng được vài tuần thì nghỉ việc ở nhà. Mọi sinh hoạt hàng ngày do chị IH lo liệu.
Cũng theo chị Y Thiều, trong thời gian chung sống với nhau, Y H bị Minh đánh đập nhiều lần, lúc thì bị nhốt trong phòng trọ mấy ngày liền không cho đi làm. Đến ngày 28 tháng 8, biết bố Y H đang trên đường xuống Đà Nẵng, sợ Y H gặp bố thì mọi chuyện sẽ bị lộ, nên Minh dụ Y H nghỉ việc về Gia Lai, mở cửa hàng tạp hóa. Đồng thời, gọi xe chở điều hòa, tủ lạnh, bếp ga, quạt điện do Y H mua sắm trước đó, chuyển hết về trên đó. Vì thế, hai bố con Y H không gặp nhau. Theo chị Y Thiều, về Gia Lai được 10 ngày, nhưng Minh tiếp tục đánh đập Y H nhiều lần. Vì thế, đêm mùng 7 tháng 9, lợi dụng khi Minh đang ngủ, Y H vơ vội mấy bộ quần áo rồi đi xe máy chạy trốn về Kon Tum. Chị Y Thiều cho biết, khoảng 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 9, Y H nhắn tin với nội dung: "Em mới đi khỏi Gia Lai rồi, đang ở Đắc Tô. Mai xuân sẻ em ra Đà Nẵng, nếu thuận lợi mai mốt em ra ngoài đó kiếm việc làm lại. Nhờ và bác hai đừng ghét bỏ Nini, tên gọi ở nhà của con gái. Nếu em có chuyện gì, mong bác hai thương Nini với nhé." Cũng theo chị Y Thiều, sau khi Minh báo cáo với công an là Y H lấy trộm xe, qua làm việc và xác minh, công an xác định đây là tình huống bỏ chạy để bảo vệ bản thân nên không truy cứu trách nhiệm, tuy nhiên phải tạm giữ xe máy do không có giấy tờ. Vụ việc lắng đi khoảng một tháng thì đến khuya ngày 15 tháng 10, chị Y Thiều thấy hình ảnh em gái được cầu hôn, hai bàn tay đeo nhẫn. Đến sáng ngày hôm sau thì nạn nhân bị sát hại dã man trong nhà nghỉ khiến cả gia đình bàng hoàng. Chị Y Thiều nghẹn ngào. Chiều 15 tháng 10, sau hơn một tháng yên ổn, Y H gửi quà và nhắn tin là không tham dự sinh nhật của con trai tôi. Khuya hôm đó, tôi thấy bức hai ai bàn tay đeo nhẫn nên nghi ngờ là mình xuất hiện. Tuy nhiên, lại nghi rằng mình không dám ra Đà Nẵng, rồi sáng hôm sau, em gái gọi tôi đã bị sát hại hết sức đau lòng. Về hoàn cảnh gia đình của chị H, được biết bố chị H là cán bộ xã vừa về hưu, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị H cùng người chị xuống thành phố Đà Nẵng để tìm việc làm. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đội SOS thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể của chị H về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng ngày 17 tháng 10. Tối cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum cho biết đã đến thăm hỏi động viên gia đình chị Y H. Trao đổi với phóng viên, ông A Hiêng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh cho biết qua hình ảnh trên mạng xã hội, chính quyền đã xác định nạn nhân bị sát hại chính là cô gái được bạn trai cầu hôn trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Ông Hiêng nói, sau vụ việc trên, người dân gia đình rất đau buồn, tiếc thương cho cô gái xấu số. Theo vị lãnh đạo xã, trước đó, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã liên hệ với chính quyền xã để xác minh danh tính nạn nhân bị sát hại tại nhà nghỉ trên địa bàn thành phố này. Về nghi phạm Phan Văn Minh, trước đó ông Phan Văn Tê, 49 tuổi, trú tại xã huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, cha ruột của Minh cho hay. Con trai ông đã có vợ và 3 người con trai. Con trai đầu học lớp 3, cháu tiếp theo học lớp 2 và cháu út 4 tuổi. Tuy nhiên, hai vợ chồng đang ly thân nhiều năm nay. Theo ông Tê, sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ra ở riêng trong vườn nhà tại huyện Con Rẫy. Gần một năm sau, gia đình nhỏ của Minh chuyển đến với quê, sinh sống. Từ đó, Minh đi làm nghề thợ mộc, nay đây mai đó, lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. 4 năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên sống ly thân. Minh đưa cháu đầu về nhờ ông bà nội chăm sóc. Cách đây hơn một tuần, Minh đưa cháu thứ hai về Kon Tum để làm căn cước công dân rồi lại đi. Không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra sự việc. Kể về thời khắc nhận hung tin, ông BVT cho biết, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, mình gọi điện về nói với mẹ, xin được gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy, thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ. Tôi hỏi lý do, vì sao Minh nói đã đâm chết người. Tôi cố gặng hỏi con, đang ở đâu, thì Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì ra rửa tội. Có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú. Ông Tê nói thêm, sau đó Minh lại gọi về và cho biết địa chỉ nhà nghỉ, nơi xảy ra vụ việc. Lúc này, tôi liền gọi điện nhờ người quen ở Đà Nẵng đến tận nhà nghỉ xác minh thông tin. Khi kiểm tra phòng thì phát hiện cô gái đã tử vong. Cũng theo ông Tê, gia đình biết Minh quen chị H vì Minh có dẫn về nhà chơi một lần. Minh chỉ giới thiệu là bạn gái, chưa nói gì đến việc cưới hỏi. Trên Facebook, Minh nói là nay mai sẽ lấy H vì hiện tại do chưa ly hôn vợ. Ông Tê ngậm ngùi. Con dại cái mang, chúng tôi rất muốn đến chia buồn và xin lỗi gia đình nạn nhân. Nhưng nhiều người khuyên chưa nên đi, bây giờ người ta đang rất đau lòng, lỡ xảy ra chuyện thì khổ. Trước đó, vào 10 giờ ngày 16 tháng 10 tại phòng số 6, nhà nghỉ TP, đường Nguyễn Viết Xuân, Đà Nẵng, do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh đã dùng hai con dao đâm nhiều lần vào người chị Y H, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong,
Mình điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng sau đó đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành. Sau gần 4 giờ truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với công an các địa phương liên quan bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ngày 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh, 27 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, về tội giết người. Một lãnh đạo xã Tân Lập cho hay, năm 2021, Phan Văn Minh ăn trộm gỗ của nhà dân nên bị tòa tuyên án phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Minh đi làm ăn xa, ít trở về địa phương. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho hay, kết quả xác minh bước đầu cho thấy đối tượng gây ra vụ việc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đối tượng biết rõ việc dùng dao đâm vào những vùng hiểm yếu của nạn nhân hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn cố ý thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong. Với hành vi như vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn. Hình phạt cao nhất là có thể là đi tù chung thân hoặc tử hình. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người quản lý nhà nghỉ của nghi phạm này để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc hung khí mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng tới 2 con dao để sát hại nạn nhân là điều rất đáng suy nghĩ. Hành vi thể hiện phạm tội đến cùng, có mưu đồ nên đối tượng này có thể sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.